Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sau thời gian im ắng, Dương Tử và Đặng Luân bất ngờ tái hợp khiến fan rần rần. Đặng Luân và Dương Tử vừa hội ngộ cùng nhau trong một trường hợp đặc biệt. Dương Tử Đặng Luân là một trong những cặp đôi được đẩy thuyền nhiệt tình nhất làng giải trí Cbiz, nhất là sau khi cả hai đóng cặp trong Hương Mật Tự Khói Xương. Giữa lúc đó, đàn trai bất ngờ ngạ ngựa vì bê bối chuồn thuế khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Điều này khiến khán giả không khỏi tiếc nuối bởi khả năng Đặng Luân quay lại showbiz gần như bằng không. Mới đây, tên tuổi nam diễn viên gây sốt khi xuất hiện trên hot search Weibo lại còn chung mâm với Dương Tử. Cụ thể, sáng ngày 24 tháng 9, blogger xứ Trung lan truyền danh sách tổng hợp diễn viên có lượng fan tăng nhiều nhất qua mỗi dự án. Bảng xếp hạng không giới hạn về thời gian phim lên sóng, bao gồm tất cả các dự án đã ra mắt trong quá khứ. Chung cuộc, Lý Hiện đứng đầu bảng với lượng fan tăng nhanh nhất, tăng 10 triệu người trong 23 ngày. Thời điểm cá mực hầm mật lên sóng, tên tuổi của Lý Hiện gần như lên như diều gặp gió. Đây cũng được xem là phim hay nhất sự nghiệp nam diễn viên, xếp sau Lý Hiện là Dương Tử. Cô tăng 197.000 fan một ngày, nhiều độ hot của Hương Mật Tự Khói Xương. Bên cạnh đó, Dương Dương đứng thứ 3 nhờ màn thể hiện trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Đặng Luân yên vị ở hạng 4 nhờ vai Húc Phượng trong Hương Mật Tự Khói Xương. Có thể nói, Hương Mật Tự Khói Xương được xem là dự án cổ trang thành công của Cbiz khi cả Đặng Luân và Dương Tử đều được khen về diễn xuất, cùng nắm tay nhau xuất hiện trong top 4 diễn viên hút fan nhiều nhất. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội râm ran tin đồn Đặng Luân Dương Tử đóng phim chung lần 2, tuy nhiên phía hai diễn viên lại giữ im lặng, ngầm phủ nhận tin đồn này. Khán giả đặt kỳ vọng cặp đôi sẽ có dịp tái hợp trên màn ảnh trong thời gian tới. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.